mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tú. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một dụng cụ để tự vệ một cách hiệu quả mà hoàn toàn hợp pháp khi mang theo nhé, chứ không phải hợp pháp khi dùng nó để tấn công người khác. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong việc tự vệ trong phạm vi hợp pháp và cứu lấy mạng sống của chúng ta khi cần thiết. Thì đối với đối tượng đang uy hiếp chúng ta hoặc là gây gổ của chúng ta như thế này, thì chúng ta giấu cái đầu đó trong người, như mình đang giấu trong người thì các bạn sẽ hơi khó để có thể nhìn thấy. Thì chúng ta chỉ cần thế này, đưa lên này, và chúng ta cầm đây rồi. Đây là cái búa nhá. Mình rút ra và mình cầm như thế này. Đấy. Các bạn thấy nó hơi dị đúng không? Vì bình thường ai cầm búa thế này bao giờ. Thế thì khi cầm búa thế này và mình để đây, mình để đây thì rất đơn giản. Tôi tận đây mình dùng vả này, bốp phát vào hạ bộ này, rất thuận tay luôn này, vả này và quẩy như này, quẩy thẳng lên là bốp phát vào hạ bộ luôn, bốp phát vào hạ bộ như này là đã là ok rồi. Tiếp theo này, vòng lên này, vòng lên cổ như này và chúng ta có thể giật xuyên cổ như này rồi, đó đơn giản như thế. Hoặc là chúng ta có thể pop một phát vào cằm đấy, hoặc là đâm, nên sử dụng đâm ở đằng trước đấy, chúng ta cầm ở đây rất linh hoạt nhé. Ok chưa? Chúng ta cầm đây rất linh hoạt và chưa cần sử dụng đến cái phần rất nguy hiểm ở đây. Đây là tự vệ khá là ok, vì là không gây chết người nhá, không gây sát thương cao. Nhưng khi chúng ta cần, chúng ta lại xoay, chúng ta cầm lại, đặt cái này vào hông, tụt về đây và chúng ta về thế thủ như thế này, về thế thủ như đây và sử dụng những cái ưu điểm của cái phần búa này để chúng ta có thể chiến đấu. Ví dụ như đối tượng sử dụng một đấy, cho cầm hẳn katana như vậy luôn nhá. Đấy. Thế bây giờ katana mà gặp phải cái búa này thì làm thế nào ạ? Thật sự thì gặp kiếm thế này thì chỉ có chạy chứ làm cái gì? Đánh với nó rủi ro là xanh cỏ là rất là cao, hiểu không? Nhưng mà trong trường hợp đối tượng sử dụng kiếm mà chúng ta không thể chạy được nhá, không thể chạy được, thì cái lý do vì sao không thể chạy được ấy, thì các bạn có tự thể tự suy luận, có rất nhiều lý do. Thế thì một phát chém của katana thì nó xả một phát có khi đến giữa lần người, thế katana tàu cũng đủ chết rồi. Thế thì đối với cái việc đấy thì một là chúng ta thủ như thế này, đối tượng lao lên chém đi, lao lên chém chúng ta sấn vào như thế này. Chúng ta sấn vào thì là chúng ta đỡ chặn được cái phần này của đối phương, làm gì đã kịp ra lực đâu đúng không, mới chỉ đang lấy đà thôi. Chúng ta vào, chúng ta đã chặn vào được thế này rồi và chúng ta chỉ việc là giật vào phần tay của đối tượng cầm như thế này, hoặc là giật thẳng vào đầu đá gạch, nó còn đập vỡ huống chi là cái sọ này đúng không nào. Đấy, tiếp theo này, hoặc là đối tượng lên một đòn chén này. Đấy, lên một đòn chén này rồi chén đi, chúng ta lách ra và đánh cái này vào phần gáy, lách ra và cua cái này vào, đánh vào phần gáy của đối tượng hoặc đánh vào phần lưng này, nhẹ thôi này, nhẹ này. Đấy, đánh nhẹ vào đây, cổ phát đánh đâu thầm đấy nhá, cái này nó khá là kinh khủng nhá. Đấy thì cái đòn của nó ra rất là kinh khủng đấy. Ví dụ như là đối tượng cầm cái gậy đi nhá, gậy cho đơn giản nhé, nào lên này, lên đánh, chúng ta chặn, cứ luôn nên chặn cái phần tay này, không thể ra lực nữa nhá. Đấy, chặn phần tay này thì cái này ấy, lúc đấy là cái gì trên cơ thể chặt chết đúng không nào. Đấy, chúng ta có thể đấm ra đây, lướt một phát lên cằm, úp thấy chưa, rồi xuống một phát vào tay đây nữa, hoặc là đưa ra đây móc thốn này đấy, rất là thốn luôn, móc xuống này và chơi phát vào đầu gối, ke này, ke hai bên, bốc phế luôn, thôi xong luôn. Thế thì cái búa này, cái tác dụng của nó trong chiến đấu rất là tốt, chỉ là vấn đề là các bạn sử dụng nó như thế nào, các bạn là lách đòn như nào, chặn đòn như nào để phát huy nó, chứ còn không nên sử dụng để đánh như này, đánh mạnh như này, mà chúng ta chỉ đến thủ ngắn như này, bởi vì là các bạn có thể thấy gõ nhẹ này. Đấy, gõ nhẹ một cái thôi là cái lưng của nó ấy, cái diện tích tiếp xúc của nó rất là lớn, mình vào gần này, mình chỉ cần đâm thẳng vào đây là bụp,
xả xuống một phát xuống đánh như này đấy, cái lực của nó rất là kinh và cái khả năng chiến đấu của nó rất là tốt đó. Các bạn nên chuẩn bị theo ở trong người khi vừa hôm hoặc là khi các bạn chạy xe dịch vụ, xe hôm Grab này kia, bạn nên mang theo búa, bởi vì búa không nằm trong cái danh mục quản lý vũ khí thô sơ hay công cụ hỗ trợ, không bị pháp luật nghiêm cấm, các bạn mang theo là hoàn toàn hợp pháp nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Đây là một hướng dẫn nho nhỏ và sử dụng phần đầu này để đánh những cái lực ly tâm hoặc là khóa siết, và sử dụng đầu này để cho các bạn có thể sử dụng rách đánh đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.